và số giây. Quan Danh và Ngọc Nhi đang nắm chặt tay nhau trở về cánh phòng tình yêu, trở về khát khao chờ đợi của tất cả quý vị và các bạn xin mến. Và giờ đây cô dâu và chú rể trở về với ngày vàng hạnh phúc đăng quang. Quý vị anh chị và các bạn chúng ta đang đứng ngoài cổng sân đạp, hãy dồn nhanh chân bước cùng trở về khán phòng tình yêu để chúng ta chứng kiến một khoảnh khắc đẹp nhất trong câu chuyện tình hạnh phúc đăng quang của cô dâu và chú rể ngay từ giờ phút này. Cho xin đón nhận tình cảm của quý vị và thân ái kính mời. Xóm Bài Tân, xã Hoàn, Tân Thương đã dành thời gian quý báu trở về khán phòng tình yêu, trở về với gia đình trai, trở về với mảnh đất của Yên Xuân, trở về với sự khát khao chờ đợi của nàng dâu quý chú rể tài ba Văn Danh và Ngọc Nhi. Xin gửi tới ban tổ chức đến với trung tâm tổ chức đẳng cấp chuyên nghiệp Lương Tuệ. Xin gửi tới tất cả quý ông quý bà, quý vị khách mời, bạn bè có mặt chúng ta, những người đã có mặt tại sự kiện hôm nay bằng lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất. Kính chào tất cả quý vị và các bạn, một quãng đường không phải xa lắm từ phải đâu là gái quân của